Đúng 7 ngày tới, ba tuổi này chắc chắn sẽ phát lộc, giàu hơn chúng số, tiền nhét ngập két nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 7 ngày tới, trong cái tuần sau, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn, tức là nó sẽ rơi vào ngày 4 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 dương lịch. Vận đỏ như son, đây là những con giáp sẽ phát lộc may mắn trong 7 ngày tới. Trong tuần này thì những con giáp dưới đây sẽ được bể trên ban lộc, làm việc gì cũng được suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Khi đã có cái vận may nó phù trợ thì các bạn hãy biết cách tận dụng để phát triển cái sự nghiệp của bản thân. Đối với những bạn đang làm nghề buôn bán thì hãy tranh thủ cái thời gian này để thực hiện các chiến lược kinh doanh thu hút cái sự chú ý của khách hàng. Từ đó các bạn sẽ được buôn may bán đắt, làm không ngớt tay. Còn đối với các bạn làm văn phòng, làm công ăn lương cố định, các bạn hãy cố gắng phấn đấu gấp 5, gấp 10 lần trong công việc để được cấp trên chú ý. Từ đó sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nói chung ấy, cái vận may thiên thời địa lợi nhân hòa, còn thành công hay không ấy thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự cố gắng của các bạn. Vậy nên các bạn hãy không ngừng nỗ lực cố gắng để có một cái tuần làm việc mới đầy hứng khởi, vui vẻ và mang lại những cái may mắn tài lộc đến với mình. Thưa quý vị, con giáp đầu tiên chúng ta xét trong tuần tới thì đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, thì trong cái tuần mới này thì những người tuổi Tý có cát hung đan xen. Với những người làm công ăn lương thì các bạn cũng không nên tỏ ra kiêu ngạo vì được cấp trên tin tưởng mà giao cho những cái trọng trách quan trọng. Nếu không ấy, các bạn rất dễ trở thành cái gai trong mắt của những kẻ xấu, bị kẻ xấu bày kế hãm hại. Trên phương diện tài chính thì trong cái thời gian này có dấu hiệu khởi sắc đấy. Có thể các bạn sẽ hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được tiền thưởng, thưởng nóng, tiền lương. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì các bạn sẽ mở rộng được cái quy mô buôn bán và đón nhiều cái khách hàng mới, khiến cho tiền đổ về túi nhiều hơn. Thêm nữa, lại được cái cát tinh nó chiếu mệnh nữa, nên là cái nhân duyên của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng được khởi sắc. Tuy nhiên, vì bạn không chịu chủ động nên là cái mối quan hệ với ai đó cũng sẽ chỉ được một thời gian ngắn rồi thôi. Có lẽ các bạn chưa thực sự sẵn sàng bước vào một cái mối tình nào đó. Với những người đã có gia đình thì những cái khác biệt trong cái quan điểm sống của hai người ấy, cũng sẽ đang dần dần cách xa nhau. Thực ra ấy, chẳng ai có thể tìm được những người có tiếng nói chung với mình trong mọi việc cả. Hai bạn đều cần phải lùi một bước để đi đến cái thống nhất chung. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như là để mang lại cái may mắn tài lộc đến với mình thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Tiếp theo, con giáp thứ hai mà chúng ta xét không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thì có thể thấy rằng trong 7 ngày tới là một cái tuần làm việc căng thẳng, mệt mỏi đối với những người tuổi Sửu. Các bạn không nhận được cái sự đồng tình ủng hộ của cấp trên và cả đồng nghiệp nên việc gì cũng phải tự lực cánh sinh, có rắc rối thì cũng phải tự mình mà tìm cách giải quyết. May mắn là cái phương diện tài lộc vẫn có nhiều cái điểm sáng nhất định đối với những người tuổi Sửu. Những người làm ăn kinh doanh thì đã có chỗ đứng nhất định ở trên thị trường nên là cái lượng khách hàng nó luôn được duy trì ở cái mức ổn định. Thêm vào đó, các bạn là những người chi tiêu có kế hoạch nên cũng không lo về cái chuyện túng thiếu. Trong thời gian này thì có dịch mã nó đáo đến, nó cho thấy nếu mà muốn phát triển và tiến bộ hơn ấy, thì dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa thì các bạn cũng không nên ngại gian khổ trong giai đoạn nhất thời. Hiện tại các bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai các bạn sẽ thu được những kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu thì cũng là một nốt trầm buồn. Vợ chồng dễ rơi vào cái chiến tranh lạnh với nhau. Nếu mà có cái điều gì bất mãn với đối phương, các bạn nên thẳng thắn nói ra để cho người ấy biết và thay đổi. Còn nếu mà giữ trong lòng ấy, thì chỉ khiến cả hai bên căng thẳng, mệt mỏi và cảm thấy là xa cách hơn mà thôi. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như là để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân
Tị, Dậu, Xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Xíu. Tiếp theo, chúng ta xét đến con giáp thứ ba, đó là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi Dần trong cái tuần mới này thì cái thời điểm đầu tuần là cái khoảng thời gian mà khó khăn đối với những người tuổi Dần đang theo đuổi cái con đường sự nghiệp của mình ấy. Bản mệnh phải chịu nhiều cái sự nghi ngờ hoặc là chia rẽ của đồng nghiệp. Xong, nếu mà cố gắng làm việc thì các bạn có thể khẳng định được cái giá trị của bản thân, khiến cho mọi người phải nhìn bằng cái con mắt khác. Bên cạnh đó thì cái tình hình tài chính không có nhiều cái biến động trong cái tuần này. Đấy. Cho thấy các bạn cần phải tiếp tục cố gắng nếu như mà muốn thu được những cái thành quả như mong muốn. Các mối đầu tư thì cũng chưa thực sự đem lại cái lợi nhuận. Các bạn cũng nên dành thời gian kiểm tra xem mình có nhầm lẫn cái điều gì hay không. Trong tuần này thì được cái nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, nó cho thấy là những người tuổi Dần ấy cũng khá là vượng nhân duyên. Tuy nhiên các bạn không thực sự mong muốn đến với ai, chính vì vậy các bạn tỏ vẻ khá rửng rưng, dù trong lòng cũng biết đó là cái đối tượng khá mà triển vọng. Còn với những người đã có đôi có cặp thì cái quan hệ vợ chồng lúc gần lúc xa, đôi bên xa cách nhau tạo điều kiện cho kẻ thứ ba nó xuất hiện. Nếu mà còn quý trọng những cái gì mà mình đang có thì các bạn và người ấy nên tìm cách là hâm nóng lại cái mối quan hệ của mình nhé. Vậy nên để gia tăng cái may mắn cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ tư là tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung trong cái tuần mới từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 nhìn chung những người tuổi Mão có một tuần làm việc khá là bình yên. Các bạn sẽ nhận được cái sự hậu thuẫn của cấp trên nên công việc có khó thì cũng sẽ được giải quyết một cách khá gọn gàng. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải chú ý đến cái mối quan hệ với đồng nghiệp xung quanh, không nên đẩy mình vào cái thế mà bị cô lập. Nói chung trong thời gian đầu tuần thì tình hình tài chính của các bạn nói chung cũng khá là dư giả khởi sắc. Các bạn hoàn thành tốt những cái hợp đồng, những cái công việc được giao nên sẽ nhận được một cái thù lao xứng đáng. Tuy nhiên thì quý vị cũng cần phải lưu ý là khi cái tiền nó nhiều thì quý vị cũng cần phải có một cái chế độ là chi tiêu hợp lý để gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Bên cạnh đó thì về phương diện tình cảm thì có dấu hiệu đi xuống vào cái thời điểm cuối tuần. Hai vợ chồng không nên so đo tính toán với nhau nhiều quá về những cái lỗi nhỏ nhặt. Nếu có việc nào mà người ấy không cố tình làm sai thì các bạn nên bỏ qua, không nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong khoảng thời gian bận rộn như thế này lại thêm những cái hung tinh nó đào đến nên quý vị cũng cần phải cẩn thận. Nếu có việc đi xa ấy, như xuất hành về quê, đi công tác, đi du lịch ấy, thì cũng cần phải hết sức lưu ý. Trước khi rời nhà các bạn nên chọn cái giờ tốt hoặc là theo hướng hoàng đạo, hay là chọn những khung giờ mà nó bình yên may mắn nhất đó. Vì thế để gia tăng thêm cái phần may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão đó. Như vậy quý vị thấy đấy, tuổi Mão sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong cái tuần mới. Đúng không? Trong tuần mới. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến con giáp thứ 5 là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung cái đầu tuần là cái khoảng thời gian cực kỳ may mắn với những người tuổi Thìn trên cả phương diện sự nghiệp và tài lộc. Rất có thể các bạn đã hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao nên cũng được nhận cái tiền thưởng nóng. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng sẽ phát đạt vì nắm được cái xu thế của thị trường. Tuy nhiên, đến cuối tuần thì mọi việc nó không còn thuận lợi như trước nữa. Thời điểm này các bạn cần phải hạn chế quay lại đến người có chức có quyền, không nên nghĩ đến cái việc lấy lòng đối phương để kiếm lợi lộc cho bản thân. Muốn phát triển bền vững thì các bạn hãy tập trung, cố gắng bằng chính cái sức lực của mình. Trong chuyện tình cảm thì lại được cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên nó cho thấy là các bạn sẽ được chủ về đào hoa. Các bạn vốn là những người có nét hấp dẫn rất là riêng. Xung quanh thì không thiếu những người săn đón.
Tuy nhiên, các bạn cũng không nên ngây thơ cả tin cho rằng những cái lời ngon tiếng ngọt của những người khác nói với mình đều là sự thật. Với những người đã có đôi có cặp thì quan hệ đôi bên đang dần dần đi đến bờ vực đổ vỡ. Hai người cần phải nhanh chóng nhận ra cái nguy cơ tiềm ẩn xung quanh mình để có cái cách phòng tránh. Nếu mà cứ mặc cho mọi chuyện thì nói chung ấy, tương lai các bạn sẽ phải hối hận. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp nhé. Đó là tuổi Thìn nữa. Tuổi Thìn sẽ là con giáp may mắn thứ hai. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Tỵ là con giáp thứ 6. Quý vị thân mến, thì trong cái tuần mới này, những người tuổi Tỵ được chính tài và thực thần nó trợ mệnh. Nó cho thấy là tình hình kinh tế của những người tuổi Tỵ có khởi sắc vào cái thời điểm đầu tuần. Các bạn có cái nhìn chính xác và có khả năng đầu tư khôn khéo nên là tiền kiếm được đổ về túi ngày một nhiều hơn. Bên cạnh đó, các bạn cũng không quá vất vả nhưng mà vẫn có thể gặt hái được những cái thành quả hơn người. Bên cạnh đó thì cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tỵ cũng không thuận lợi ngay từ đầu. Xong, các bạn cũng không cần thiết phải quá lo lắng. Với những người đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm như các bạn ấy, thì các bạn có thể nhanh chóng tìm ra cái vấn đề và cái cách giải quyết phù hợp. Nhờ thế mà sẽ gây được ấn tượng cho cấp trên. Đó. Thêm nữa, trong thời gian này thì cũng có một vài cái hung tinh nó chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào cái tình trạng lao lực vì làm việc quá sức. Các bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, kiệt sức. Nếu mà có dấu hiệu bất ổn ấy về cái sức khỏe thì cũng cần đi khám chữa ngay. Trên phương diện tình cảm của những người tuổi Tỵ thì cũng có nhiều cái khởi sắc, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tuần. Đấy, những người độc thân sẽ được giới thiệu cho một vài cái đối tượng khá triển vọng. Các bạn chỉ cần cởi mở trò chuyện thì có thể nhận ra đối phương có nhiều cái điểm chung với mình, có thể xây dựng nên một cái cuộc hôn nhân bền vững hạnh phúc. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Đó. Như vậy là gì? Những người tuổi Tỵ cũng là một trong con giáp may mắn, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ xem đến tuổi thứ 7 là những người tuổi Ngọ. Thì có thể coi cái tuần này là cái khoảng thời gian khá là may mắn đối với những người tuổi Ngọ. Dù không phải cái việc nào nó cũng tiến triển như cái dự kiến của các bạn. Tuy nhiên, thông qua khó khăn và thử thách thì các bạn sẽ nhận ra được cái khả năng của mình, thậm chí là tìm ra cái hướng phát triển mới. Cái sự xuất hiện của sao Thiên Đức cũng như là một cái lời cổ vũ với bản mệnh. Chỉ cần các bạn quyết tâm làm việc thì thành công sẽ nằm ngay trong cái tầm tay. Vì thế, khi đứng trước những khó khăn hay là những cơ hội ấy, thì các bạn cũng cần phải mạnh dạn tiến bước về phía trước. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của các bạn nó cũng thiên về cái sự ổn định. Ngay từ đầu tuần, các bạn cũng khá là dư giả vì nhận được những khoản tiền lương, tiền thưởng, lời lãi hoặc là gì, những khoản tiền đầu tư. Xong, cái khoảng thời gian sau đó thì tiền cũng không chảy vào túi ồ ạt nữa. Tốt nhất các bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để cho túi tiền luôn được dư giả và làm cho tiền đẻ ra tiền, đề phòng những sự cố bất chắc. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Ngọ ấy, thì cũng có những cái dấu hiệu, cũng có những cái bước tiến rõ rệt. Con giáp này đã có đủ dũng cảm để đối diện với những cái cảm xúc trong lòng mình. Nếu đã có thiện chí với ai thì các bạn cũng nên chủ động tiếp xúc hoặc là cho đối phương một cái cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội để tận hưởng cái hạnh phúc. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ 8, đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, có vẻ như sự nghiệp của những người tuổi Mùi không được hanh thông như ý trong cái tuần này. Đấy. Nhiều cái sự cố nó xảy ra một cách bất ngờ khiến cho các bạn phải tốn thêm nhiều thời gian để khắc phục hơn so với dự kiến. Các bạn cần cổ vũ bản thân, kiên định và đi theo cái con đường mình đã chọn. May mắn với những người tuổi Mùi là trên cái phương diện tài chính thì khá là ổn định. Thậm chí, người làm ăn kinh doanh sẽ phát huy được cái thế mạnh của mình
nên có thể đi trước so với đối thủ, thu được nhiều cái tiền lãi hơn. Các bạn có thể lên kế hoạch mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh, có vất vả hơn nhưng mà cũng sẽ kiếm được khá nhiều tiền. Có điều trong cái ngày hôm nay có cái hung tinh nó đáo đến, nó mang lại cái điểm báo cần phải quan tâm đến cái sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân. Các bạn cần tập trung chú ý khi mà tham gia giao thông cũng như là lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc nó có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì trong chuyện tình cảm lại khá là ảm đạm vì cái thái độ hờ hững của các bạn đối với những người quan tâm đến mình. Quý vị đừng coi những gì mà người khác làm cho mình là cái điều đương nhiên. Nếu không có tình cảm với đối phương ấy, thì các bạn hãy nói rõ để đôi bên giữ được cái khoảng cách với nhau, đúng không ạ? Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc hôn nhân của mình cũng như là để bảo vệ cái tiền bạc tài lộc thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp thứ 9, đó là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, những người tuổi Thân sẽ gặp được rất nhiều cái điều may mắn trong cái tuần này. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được cái sự cất nhắc của cấp trên. Khi được giao những cái nhiệm vụ trọng đại thì bản mệnh hãy cố gắng hết sức. Đây là cái cơ hội để giúp cho các bạn được thăng tiến trong tương lai. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Thân ấy, thì cũng sẽ được khởi sắc rực rỡ vào cái thời điểm giữa tuần. Những người làm công ăn lương sẽ dễ nhận được cái tiền thưởng. Trong khi đó, những người làm kinh tế thì có thể ký kết được những cái hợp đồng có giá trị cao. Ngoài ra thì các bạn cũng kiếm được một khoản tiền khá từ những cái mối đầu tư từ trước đó. Thêm nữa, lại được cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó mang đến nhiều cái may mắn cho những người tuổi Thân. Quý vị hãy nhớ rằng, chỉ cần các bạn bỏ công bỏ sức thì sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Thậm chí là thách thức nó bất ngờ xuất hiện, nó cũng là cái cơ hội để các bạn rèn luyện và tiến bộ hơn nữa. Trong thời gian này thì những người tuổi Thân ấy, về cái quan hệ vợ chồng thì được êm đềm. Người ấy thì luôn dành cho bạn những cái lời cổ vũ, ủng hộ quý giá nhất, khiến các bạn có thêm quyết tâm để thực hiện những cái mục tiêu của mình. Dù ở ngoài xã hội có vất vả thế nào đi chăng nữa, thì khi về đến nhà, các bạn cũng cảm thấy là vô cùng là nhẹ nhõm. Đó. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vì vậy, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, chúng ta cùng xét đến những người tuổi Dậu. Con giáp thứ 10. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tuần mới từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 dương lịch thì đây chính là cái khoảng thời gian thích hợp để những người tuổi Dậu vươn lên khẳng định cái vị thế. Các bạn vốn là những người có tài, chỉ cần thể hiện đúng lúc, đúng chỗ thì các bạn có thể khiến cho mọi người phải trầm trồ, ngạc nhiên. Một số người có thể lãnh đạo tập thể đi đến cái thành công rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, tình hình tài chính thì nó càng đến cái thời điểm cuối tuần lại càng rực rỡ. Các bạn sẽ nhận được nhiều tiền đầu tư từ những người thân hoặc là từ các đối tác, cũng như là ký kết được những cái hợp đồng có giá trị cao. Thì đây cũng chính là cái thời cơ để các bạn nắm bắt vào cái kế hoạch và vạch ra những cái đường đi nước bước từ trước đó. Dù vất vả nhưng mà triển vọng rất là cao. Tuy nhiên, nói chung ấy, trong cái tuần này ấy, thì cũng có một vài cái hung tinh nó kéo đến, nó cũng sẽ gây ra sự là hao tài tốn của cho bản mệnh. Đấy, là cái dấu hiệu chứng tỏ các bạn sẽ thì phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Vì thế, những người tuổi Dậu hãy có cách sử dụng tiền một cách hợp lý, không nên mua những cái món đồ không thực sự hữu ích với cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, trên phương diện tình cảm của những người tuổi Dậu ấy, thì với những người độc thân có thể tìm kiếm được cho mình một cái nửa kia trong những cái ngày đầu tuần. Đối phương là người luôn thật lòng quan tâm đến các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Những cái việc làm vô tư không toan tính của người đó có thể khiến cho các bạn đôi khi phải cảm động. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé. Đó là con giáp may mắn thứ 6 đúng không ạ? Con giáp may mắn thứ 6. Tiếp theo, chúng ta xem tuổi thứ 11, đó là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung trong cái tuần mới thì những người tuổi Tuất sẽ dễ gặp phải những cái mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần này. Mỗi khi mà có cái tranh cãi nổ ra thì mọi người đều đặt cái tôi của mình lên quá cao nên không thể đi đến cái chuyện thống nhất chung. Nếu mà cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện sẽ gì chỉ càng lâm vào cái bế tắc mà thôi. Những người làm ăn buôn bán có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá. Các bạn nắm bắt được cái xu thế của thị trường nên là thường đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác. Thậm chí có một số người còn có khả năng là định hướng và ảnh hưởng đến cái nhu cầu của khách hàng. Có điều cái sự xuất hiện của hung tinh tiểu hao trong thời gian này nó cũng là lời khuyên các bạn làm việc gì cũng cần phải có cái chừng mực. Nhất là với cái chuyện chi tiêu, nếu không ấy, dù có dùng dính đến đâu ấy, thì dần dần các bạn cũng sẽ rơi vào cái cảnh cháy túi, thậm chí là phải hỏi vay mượn những người xung quanh. Thêm nữa, trong thời gian này thì cái quan hệ vợ chồng của những người tuổi Tuất ấy thì lại luôn ở cái trạng thái là căng thẳng. Có thể hai người đang hiểu lầm nhau về một cái vấn đề nào đó, song ai cũng quá kiêu ngạo nên là không thể mở lời nói rõ với nhau. Nếu không thể tự mình giải quyết cái vấn đề này thì các bạn nên xin thêm cái ý kiến của những người đáng tin cậy hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân nhé. Tiếp theo, tuổi thứ 12 chúng ta xét đó là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái tuần mới thì nhiều khó khăn nó đang trực chờ trước mặt của những người tuổi Hợi. Đó. Con giáp này thường quá cứng đầu, cứng cổ, thích làm việc theo cái cách riêng nên là khó hòa hợp với tập thể trong tuần này. Thậm chí trong công việc, trong việc nhóm thì các bạn cũng không muốn hợp tác với mọi người. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc của những người tuổi Hợi thì cũng chưa có nhiều cái khởi sắc. Nó cho thấy các bạn đã đến lúc cần phải xem lại cái định hướng của bản thân. Có thể những cái phương pháp mà các bạn đang áp dụng đã quá cũ nên là không thể đem lại cái lời lãi như các bạn mong muốn. Đã lúc các bạn cần phải thoát khỏi ra cái vùng an toàn và thay đổi bản thân. Bên cạnh đó thì trong thời gian này lại có hung tinh nó đáo đến, khuyên các bạn cần phải chú ý đến cái tình hình sức khỏe của bản thân. Cho dù công việc có bận rộn đến mấy, áp lực đến đâu đi chăng nữa thì các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và sinh hoạt một cách điều độ, có giờ có giấc, đừng có phung phí cái sức khỏe của bản thân. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm thì cũng có ít cái điểm sáng vì các bạn vẫn chưa chịu chủ động. Nếu muốn tìm được nửa kia thì các bạn cũng không nên tiếp tục dè dặt như vậy nữa. Quý vị hãy cởi mở trò chuyện với đối phương để nhận ra những cái điểm mạnh của bạn, giúp kéo gần khoảng cách đôi bên. Đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình tử vi 12 con giáp trong cái tuần mới. Từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 âm lịch, tức là nó sẽ rơi vào ngày từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 dương lịch. Và trong cái tuần mới này chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được lộc trời cho, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Mão, 2 tuổi Thìn, 3 tuổi Tỵ, 4 tuổi Ngọ, 5 tuổi Thân và 6 là tuổi Dậu. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái tuần mới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.